cường triển khai phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật cho các địa phương, đơn vị. Chung kết hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy toàn quốc năm 2024. Hải Phòng là điểm đến được rất nhiều các bạn trẻ ở những thành phố lân cận lựa chọn trong những dịp nghỉ ngắn ngày, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu 29,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì xuất khẩu rau quả tiếp tục giữ vị trí top đầu với kim ngạch gần 3,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong nửa đầu năm, tăng hơn 28%. Với nguồn cung dồi dào có thể đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường, xuất khẩu rau quả kỳ vọng có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm nay. Sầu riêng tiếp tục dẫn đầu nhóm rau quả xuất khẩu khi mang về 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là thanh long và chuối đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu rau quả nửa đầu năm. Các thị trường chủ lực cũng ghi nhận mức tăng 10 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rau quả khi hơn 10 loại trái cây đã thuận lợi xuất khẩu chính ngạch. Với động lực và đà tăng trưởng như hiện nay, ngành rau quả tự tin có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Dù đang trong mùa thấp điểm khách quốc tế, nhưng 6 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 5% so với cùng kỳ 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm, khách Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Khách Ấn Độ và Úc tăng trưởng ấn tượng, lập top 10 thị trường khách lớn nhất. Các thị trường khách xa như châu Âu, châu Mỹ phần lớn đã phục hồi hoàn toàn và vượt mức năm 2019 nhờ hiệu lực từ chính sách miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày. 6 tháng đầu năm, trên 1 triệu lượt khách châu Âu đến Việt Nam, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lữ hành ghi nhận tín hiệu kinh doanh tích cực. Với đà tăng trưởng hai quý đầu năm, mục tiêu đề ra của cả năm là 18 triệu lượt khách quốc tế của du lịch Việt Nam là hoàn toàn khả quan. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh trên động vật đang có nguy cơ phát sinh, phát triển trở lại sau thời gian dài không có dịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa triển khai phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật cho các địa phương và đơn vị. Tính đến hết ngày 4 tháng 7, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 28 hộ ở hai xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy và Lê Lợi huyện An Dương. Số lợn buộc phải tiêu hủy là 356 con, trọng lượng là hơn 13,2 tấn. Ngoài ra, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò cũng xuất hiện tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Đã có một con bò nhiễm bệnh, trọng lượng hơn 500 kg bị tiêu hủy. Trước tình hình dịch bệnh trên động vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tăng cường việc giám sát, phát hiện dịch tại các cơ sở chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn và vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giết mổ lợn, tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, khoanh vùng, khống chế tốt các ổ dịch, không để phát sinh, phát triển trên diện rộng để bảo vệ đàn vật nuôi. Sáng nay ngày 6 tháng 7, tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức vòng chung kết hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy toàn quốc năm 2024. 19 đội tuyển tham gia vòng chung kết được lựa chọn từ 6 vòng thi cụm do các tỉnh đăng cai tổ chức, gồm Thái Nguyên, Nam Định, Bình Định, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang. Các đội trải qua 2 phần thi, lý thuyết, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hành, chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng phối hợp cùng với cả Cục C07 của Bộ Công an là chuẩn bị rất là kỹ cho cái hội thi ngày hôm nay. Trong mấy ngày vừa qua thì cũng có cử lực lượng rất là đông xuống thành phố Hải Phòng cùng phối hợp cùng thành phố để chuẩn bị cho cái hội thi này. Nên ngoài ra thì thành phố Hải Phòng cũng đã có những cái công tác bố trí các mặt bằng rồi các cái phương tiện rất là tốt cho cuộc thi. Thành phố Hải Phòng cũng hy vọng là thông qua cái cuộc thi này thì sẽ lan tỏa nhiều hơn, sẽ đưa được các cái thông điệp về tăng cường độ an toàn, đảm bảo phòng chống cháy nổ, phòng hơn là chống. Và sẽ giúp cho người dân có được thêm nhiều những các cái kiến thức, kinh nghiệm trong xử lý các tình huống trong thực tiễn.
Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tuyên truyền sâu rộng về vai trò thiết thực của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ liên gia tại các địa phương trên toàn quốc đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy và là một ngày hội toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến với hội thi ngày hôm nay thì cảm xúc của tôi thì thứ nhất vừa là cái hồi hộp vì được tham gia vào một cuộc thi lớn, một cuộc thi toàn quốc. Nhưng bên cạnh đó thì cũng rất là tự hào khi là một trong thành viên được đại diện cho thành phố Hải Phòng của mình tham gia vào một cái cuộc thi lớn như thế này. Và bên cạnh đó một cái quan trọng nhất đó là một tinh thần quyết tâm giành chiến thắng. Dạ đây là lần đầu tiên em đến với Hải Phòng và thấy Hải Phòng mình rất là nhiệt tình và chu đáo tiếp đón đoàn chúng tôi ạ. Đến với hội thi hôm nay thì chúng tôi đã cố gắng rất là nhiều, trải qua rất là nhiều vòng thi để đến được ngày hôm nay. Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một giải nhì, một giải ba cùng các giải nhất, nhì ba phần lý thuyết, nhất, nhì ba phần thực hành. Trao bằng khen của Bộ Công an cho 7 đội tuyển đạt giải nhất toàn đoàn tại các vòng thi và 2 thành viên cao tuổi nhất hội thi. Đồng thời để ghi nhận những cố gắng nỗ lực trong công tác tổ chức hội thi, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi. Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đã dần đi vào nền nếp. Việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như lập quy hoạch sử dụng đất đã được thực hiện theo lộ trình, quy hoạch chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Nhiều năm nay, gia đình ông Đỗ Văn Toanh vướng vào vụ tranh chấp đất với các hộ gia đình thôn Đầu Kiền, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão. Trong khi ông Toanh khẳng định mảnh đất này được gia đình ông nhận chuyển nhượng, thì các hộ dân lại cho rằng đây là ngõ đi chung của tập thể. Vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm do hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương thiếu sự đồng nhất. Do cái lịch sử để lại thì trước kia thì là cái sổ mục kê, thế rồi là cái bản đồ giải thửa là gần như nó là có những nhiều chỗ là nó không có cái sự đồng nhất với nhau. Do vậy là nó rất là khó khăn đến cái việc là trong cái công tác quản lý liên quan lĩnh vực đất đai. Ngoài sự thiếu đồng bộ, ở nhiều xã, hồ sơ quản lý đất đai còn không đầy đủ. Hệ thống sổ sách như sổ mục kê, sổ đăng ký cấp giấy chứng nhận, bản đồ địa chính bị thất lạc hoặc hư hỏng. Cập nhật chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên, bám sát biến động của đất đai, bởi đây chính là cơ sở để giải quyết tranh chấp đất đai cũng như thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được thuận lợi, chính xác. Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất phát triển nhưng cũng không kém phần dịu dàng nên thơ. Dù phát triển là thế nhưng Hải Phòng luôn đọng lại một cảm giác không ồn ã, bon chen. Khi đến đây, người ta có thể say đắm Hải Phòng bởi những nét rất riêng mà chỉ thành phố này mới có, không lẫn đi đâu được, như cảnh vật, con người, đồ ăn, văn hóa. Bởi vậy, thời gian gần đây, Hải Phòng là điểm đến được rất nhiều các bạn trẻ ở những thành phố lân cận lựa chọn trong những dịp nghỉ ngắn ngày. Và trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi du lịch chữa lành tại thành phố cảng. Quý vị, khi nhắc đến cụm từ đi chữa lành vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc là khi mà không có quá nhiều thời gian thì những địa điểm mà chúng ta ưu tiên là những nơi mà không quá xa nơi chúng ta ở. Và với vị trí địa lý cách Hà Nội chỉ khoảng 3 tiếng đi tàu xe thì Hải Phòng đang là một trong những địa điểm được rất nhiều những bạn trẻ quan tâm. Vậy thì Hải Phòng có điều gì đặc biệt mà được các bạn trẻ ưu ái lựa chọn như vậy? Thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tôi tìm hiểu nhé. Là thành phố nhộn nhịp với mức sống cao, ẩm thực phong phú, nhiều địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng, không khó hiểu vì sao Hải Phòng lại được lòng người trẻ đến vậy. Chỉ cần gõ cụm từ food tour Hải Phòng trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào sẽ cho chúng ta thấy rất nhiều những thông tin về lịch trình, kinh nghiệm, review ẩm thực. Không quá khó để bắt gặp mỗi chuyến tàu khi về đến ga Hải Phòng có rất nhiều những bạn trẻ với gương mặt háo hức, xách vali, nhanh chân xuống khỏi tàu và bắt đầu hành trình trải nghiệm thành phố đặc biệt này.
đây là lần thứ hai mà mình đặt chân tới Hải Phòng. Thì lần đầu tiên mình đã đi du lịch cùng với nhóm bạn của mình thì mình thực sự là rất thích Hải Phòng, bởi vì ở đây ngoài những cái món đồ ăn ngon đặc sản ở Hải Phòng ra thì mình cảm thấy không khí ở đây rất là yên bình này, trong lành này, cùng với con người Hải Phòng thì thực sự là rất là thân thiện và luôn luôn cởi mở giúp đỡ những cái khách du lịch mà đến đây. Và mình rất mong là cái trải nghiệm lần thứ hai này đặt chân tới Hải Phòng của mình sẽ có nhiều điều thú vị và đặc sắc hơn nữa. Thưa quý vị, Hải Phòng thì đang càng ngày càng phát triển rực rỡ để chào đón những con người ưa thích trải nghiệm, khám phá và si mê dáng vẻ của thành phố này. Và nếu như có dịp thì các bạn hãy tới Hải Phòng để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, con người của thành phố đặc biệt này nhé. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 and Life. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.